anh Dũng anh lên cái cây bà đằng này nha bạn. Đường này quá trời xe mà. Như đường quốc lộ luôn nha bạn, xe lớn. Hai cái này luôn nha. Quá trời xe. Xe lớn không nha. Giờ anh Dũng đứng ra đó luôn nha bạn, quá trời xe. Anh xuống anh hạ gốc luôn nha bạn. Giờ đâu nghỉ đi lát chạy thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồn. Rồi xong hết nha các bạn, xin kết thúc clip này đây nha. Hẹn các bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Bạn có thích thì cho mình một like, một subscribe nha các bạn, một chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.